Một em Hyundai Elantra, một mẫu xe ở phân khúc hạng C. Đấy, xịn sò nhá. 2013, phiên bản số tự động bản full. Hyundai Elantra bản GLS nhập khẩu. Ghế chỉnh điện xịn sò. Tem mác nhập khẩu. Hệ thống đèn auto. Màn hình Android mạng 4G. Cam lùi. Cam hành trình. Đấy, thủng nóc nhé. Đấy, bản có cửa sổ trời. Phiên bản số tự động hộp số 4 cấp, máy động cơ 1.6. Vâng, bản full này trang bị động cơ 1.8 nhé. Vô lăng cực đẹp, sử dụng phím bấm trên vô lăng. Vâng, một em xe xịn sò, một chiếc Hyundai Elantra, sản xuất 2013, phiên bản là số tự động, máy 1.8 nhập khẩu, bản full bản đủ. Hyundai Elantra GLS, xe mang biển kiểm soát Hải Dương 34A41469. Hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 412 triệu đồng. Vâng, 412 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Hyundai Elantra này ở định vị ở phân khúc hạng C, cùng với khúc với cả Toyota Altis. Nhưng Toyota Altis thì sản xuất ở trong nước, còn Hyundai Elantra thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, bản này trang bị máy 1.8, rất khỏe luôn. Trang bị phanh đĩa ABS túi khí. Đó là răng đúc 4 bánh rộng hợp kim nhôm. Bản này được trang bị la răng cũng khá là lớn nhá. La răng 16 inch, phanh đĩa 4 bánh luôn, xi nhan tích hợp trên gương. Cụm gương này nhìn rất mượt luôn. Hạn đăng kiểm rất là dài, tháng 2 2023. Sân kính nẹt mưa, chìa khóa thông minh, đến gần bấm lóc cửa là tự mở nhé. Hệ thống cánh cửa dòng xe này thì trang bị 4 cánh. Hệ thống cánh cửa rất là rộng, cánh cửa rất là lớn, khi bước vào xe thì rất là thoải mái. Đấy, cánh rất là dày, cực kỳ chắc chắn luôn. Cột kèo keo chỉ 4 cánh nguyên bản, không đâm xô tai nạn gì. Đấy, vô lăng khi tập đi bọc da nhé, đục lỗ này. Đấy, hệ thống âm thanh của Hyundai Elantra trang bị âm thanh 4 loa cộng với 2 loa tép, 6 loa, âm thanh khá là hay. Đó, cái khoảng bước vào khoảng cửa, cánh cửa rất là rộng. Cột kèo keo chỉ nguyên bản. Ốc bản này chưa hoạt động đến Clemolet. Bản này trang bị rất nhiều túi khí nhé. Túi khí ở ghế này, túi khí ở phía trước tạp lô này, túi khí trên vô lăng này. Đó, trang bị 4 túi khí. Đấy, cửa sổ trời, đấy, trần lì nguyên bản. Màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Phiên bản số sàn hộp số tự động, phiên bản số tự động hộp số 4 cấp, hỗ trợ leo dốc đồ đèo. Có vệ thì tay nhá. Dòng xe này thì có một cái hệ thống treo cực kỳ êm, cả trước cả sau. Ngồi trước này, ngồi sau đều rất là êm luôn. Đó, phanh đĩa 4 bánh cực kỳ an toàn. ABS túi khí 4 lốp mới. Đó, tắp ly 4 cánh rất là đều và đẹp. Hàng ghế thứ hai rất là rộng và ngửa nhá. Chỗ để chân cực kỳ rộng rãi. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Bệ tì tay để cốc nước đầy đủ hết. Đấy, phần đuôi xe này, đấy, vuốt rất mềm mại. Đấy, xe này thì phía sau vẫn trang bị công nghệ đèn halogen, phía trước thì đã lên bóng LED rồi. Elantra GLS biển kiểm soát Hải Dương, trang bị màn hình cam lùi, 4 mắt cảm biến. Xe này đi thì cực kỳ an toàn. Đây, hệ thống treo của Elantra này, gầm bệ chắc, không hề mục mọt gì. Sơn xì màu đen rất là mạnh mẽ, lịch lãm. Ghế đường vuốt của anh Trà cực kỳ mềm mại, nội thất rộng rãi. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu
thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật thì cái mẫu xe mới nhất về điện thoại cho vị các bạn mà em đưa lên. Đó, chìa khóa thông minh, đè lổ start top, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính, chỉnh điện, cụp xòe. Không thiếu một thứ gì, giá chỉ 412 triệu đồng bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển 2014-13 nhập khẩu. Ghế điện này. Đây là dạng bảng táp lô đồng hồ giữa kết hợp giữa đồng hồ analog và điện tử. Phim bấm vô lăng. Vô lăng rất là mềm mại, vô lăng bọc da nhé. Màn hình Android kết nối mạng 4G. Cam lùi led căng. Cam hành trình. Màn này chỉ có một chút xíu là nó chỉ có điều hòa chỉnh tay thôi, chưa có điều hòa auto. Mà trong khi đó là bản full nhé. Phần yên nhẹ, yên ngựa này. Thiết kế khá là hầm hố này, chỗ để điện thoại này. Phần gương, phần kính, phần đèn này bao test cho quý các bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Đó, gương cụp xe đầy đủ. Hiện tại Elantra này thì khoang cốp rất là rộng. Phần cách âm khá là tốt nhé. Máy em đang để lổ mà gần như không nghe gì luôn. Đó, khoang cốp siêu rộng. Thanh thang. Lốp sơ cua này. Thiết bị kích lốp. Sàn xe cực kỳ đẹp. Hyundai Elantra 2013 nhập khẩu. Phần cúp C cực kỳ xịn sò. Trang bị full đồ rồi, để quý vị các bạn sẵn đi thôi. Hệ thống thoát nước của Elantra thiết kế rất là lạ. Thiết kế để cho có cái sự mềm mại ở phía sau này. Một chiếc xe mà thiết kế chi tiết. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Elantra. Elantra sản xuất 2013 nhập khẩu phiên bản số tự động, trang bị động cơ là 1.8, máy đặt ngang với động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau. Xe này thì trang bị động cơ DOHC 16 van lạp, tức là sử dụng trục cam kết và bi thiên thông minh, tăng khí nạp của vòng, tua cao và giảm thiểu khí thải. Máy số Zinet, máy nổ cực êm luôn. Những cái dòng xe trang bị động cơ lớn như 1.8 này với mẫu xe phân khoảng C này rất là vừa vặn, máy không bị cố kéo xe rất vừa, thì cái dòng xe này thì sẽ rất là bền nhé. Máy số gì đét, ốc áp vuông đét này, khô ráo sạch xe. Phía sau đây là cụm chia ABS, phanh đĩa ABS chống bóp cứng chống trơn trượt nhé. Ở đây thì đây là cục nắp này, chủ xe đã độ lên đôi đèn pha LED rồi, không cần quý vị các bạn về cứ sẵn đi thôi, không cần phải làm gì cả. Phần kéo xỉ lắp capo này. Nguyên bản, khoang máy rất đẹp luôn. Ốc ánh sáng. Đó. Vâng, là một chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2013 nhập khẩu. Phiên bản số tự động, máy 1.8, bản full, bản đủ, trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, gương kính, chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, chìa khóa thông minh, đè lổ start top, ghế điện, cửa sổ trời, đó, đọc mỏi mồm luôn. Tư nhân sử dụng. Và hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 412 triệu đồng. Vâng, 412 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này.
như có đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem xe và lái thử. Em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Đấy, vâng, cùng tầm giá với con này là có Honda City 2016 phiên bản số tự động hộp số CVT nhé, tư nhân một chủ. Quý vị các bạn quan tâm liên hệ em Khánh theo số điện thoại Zalo 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.